Con có một câu hỏi là con không có theo tôn giáo nào cả và cũng chưa quy y Tam Bảo, nhưng con tự mình giữ năm giới, có lúc con cũng tự mình giữ tám giới, không biết có được công đức hay là phước báo không, thưa sư? Thưa với quý vị, dù cho chúng ta có theo Phật hay không theo Phật, thì chúng ta giữ năm giới, giữ tám giới, tức là chúng ta làm các điều thiện á, thì vẫn đem lại công đức như thường nha. Điều thiện vẫn là điều thiện dù quý vị có quy y hay không quy y. Nó chỉ khác nhau như vậy là khi mình có quy y á, tức là mình có niềm tin nơi Tam Bảo, có nghĩa là mình tin là lời dạy của Thế Tôn là chính xác, mình tin là cái sự thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn á, là đưa đến hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau. Thì khi đó đó chúng ta có cái nhu cầu là nương tựa nơi lời dạy của Thế Tôn. Còn khi mà chúng ta chưa có quy y, tức là chúng ta chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, chưa có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Thế Tôn và chư hiền thánh tăng, thì chúng ta không có cái lý do để chúng ta thực hành theo lời dạy của Ngài. Mà khi chúng ta không thực hành theo lời dạy của Ngài, cái việc giữ giới không, bản thân nó vẫn chưa đủ để đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc đó. Bởi vì á, chúng ta còn cần phải làm nhiều thứ lắm. Giới chỉ là một phần trong các thiện pháp thôi. Nhưng nếu như mà quý vị chỉ đơn thuần mà quý vị hỏi á, là giữ giới mà không quy y có đem lại quả báo hay không, thì sư sư là có. Ha? Còn nếu như hỏi rộng ra thì như vậy là đủ hay chưa, thì sư sư là chưa. Bởi vì chúng ta có nói rộng ra thì có rất là nhiều. Và xin mời sư Tuệ Tường bổ sung về phần này. Dạ, xin thưa Đại Đức, xin thưa quý vị. Xin thưa quý vị, thì Đại Đức Hạnh Tuệ có nhấn mạnh một cái điểm ở ở câu hỏi này á, là mặc dù cái vị này nè là nói là không theo tôn giáo nào cả và cũng chưa quy y Tam Bảo, nhưng tự mình tự mình giữ giới đó. Thì Đức Hạnh Tuệ có nói rõ là nếu quý vị giữ giới, mà cái việc giữ giới này nè quý vị, trên cái nền tảng mà thiện tâm, phải nói rõ nha, trên nền tảng thiện tâm thì có phước báo, có phước báo quý vị, này này vẫn có phước báo trên nền tảng thiện tâm nha. Ở đây á, riêng bản thân sư á, sư có nghĩa là bản thân sư cũng có cái sự thắc mắc trong cái vấn đề này, tại vì á, cái câu hỏi này nó khá là trừu tượng, rất là mông lung. Bởi vì sao? Bởi vì á, là cái bạn này là nói là không có theo tôn giáo nào cả mà cũng chưa quy Tam Bảo, nhưng mà nói là giữ giới. Tại vì thưa quý vị, khi mà mình nói, mình đặc biệt mình nói là mình chưa theo một tôn giáo nào cả và mình nói mình giữ giới, đôi khi nghe trên sư nói, đôi khi nha, mình cũng phải cần phải xem lại mình có thực sự hiểu ý nghĩa cái việc đúng, hiểu đúng ý nghĩa tinh thần mà giữ giới mà theo đúng lời Phật dạy không. Tại vì sao? Tại vì sao tôi nhấn mạnh việc này? Tại vì trước khi Bồ Tát đản sanh, trước khi Đức Phật thành đạo, thì cái khái niệm về giới, về giữ giới á, là đã trong các đạo giáo, đặc biệt giống như là Bà La Môn giáo, đạo giáo đi, có lịch sử chiều dài là khoảng 5.000 đến 6.000 năm, là họ đã khái niệm giữ giới. Nhưng mà khái niệm mà giữ ngũ giới của họ cũng khác, hay là những cái tôn giáo khác cũng khác với Phật giáo đó. Mà đặc biệt cái vị này hỏi là lại là nói là con không theo tôn giáo nào cả, không quy Tam Bảo, cho nên là khi mà nói vấn đề giữ giới cũng cần phải xem lại nha. Tại đôi khi mình nghĩ mình giữ giới, nhưng mà chưa chắc sư nghĩ là chưa chắc mình đã hiểu đúng cái tinh thần mà giữ giới theo lời Phật dạy đâu, đúng không? Rồi đôi khi mình giữ giới lại không đúng như lời Đức Hạnh Tuệ nói, có nghĩa là mình đôi khi mình không có đạt được cái tâm thiện mà mình giữ giới vì cái gì, vì chưa chắc là tâm thiện mà là một vì cái tâm bất thiện, thì cái việc đó là chưa hẳn là lại có phước báo, thưa quý vị. Đó. Tại vì cái nền tảng á, mà có phước báo không á, là quyết định nằm ở cái trạng thái tâm thiện á, mà Đức Hạnh Tuệ có nói đó, cái điều đó quý vị hãy ghi nhận.
Tại vì một người mà không theo một tôn giáo nào hay đặc biệt không có nương tựa ở Phật và Pháp và Tăng, cái điều này nè, và quý vị tự suy luận theo cái hiểu biết của mình rất là nguy hiểm. Tại vì sẽ ví dụ một trường hợp thôi, đôi khi quý vị nghĩ là giữ giới này, giữ giới này là vì cái trend, gọi là cái trend, cái xu hướng thôi. Giống như trong cái xóm, cái làng mình làm gì, ai cũng làm gì, mình làm gì là mình làm đơn thuần thôi. Nhưng mà tư tưởng mình tư tưởng mình thế nha, tại mình theo không tôn giáo nào, mà mình nghĩ là trong đời này là không có nhân có quả, không có trước có sau, đúng không, chết là hết. Thì xin thưa, mình đã rơi vào tà kiến ác rồi, đúng không? Cái điều đó là nguy hiểm, cho nên là cái câu hỏi này rất là mông lung, cho nên là rất là trừu tượng, cho nên là cần phải xem xét kỹ lại tính chất, đúng không? Còn nếu quý vị, một lần nữa xin nhấn mạnh với quý vị, mà hiểu rõ về tính chất của giới ở trong lời Đức Phật dạy và trên trong nền tảng mà quý vị có nương tựa ở Tây Quy Tam Bảo, thì cái điều đó rất là tốt, đúng không? Thì đó nó đúng đắn hơn, giống như lời Đức Thịnh Tuệ nói. Thì cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Thưa cho quý vị, như là sư từ trường vừa mới nói, có một cái mà khi nãy sư vì cái sự lịch sự, tôn giáo cho nên sư cũng tránh nói, nhưng mà để tuệ tường đã mở ra rồi á thì thôi sư nói luôn. Đó là gì? Có khi cái giới nó chưa có đủ, như sư vừa nói nghe từ hồi nãy, cái giới chưa đủ mà nó còn có một cái hết sức quan trọng nữa, đó là chánh kiến. Mà khi mình không có chánh kiến thì cái cửa đi xuống các khổ cảnh vẫn có chứ không phải không có. Sư đồng ý là cái việc mà quý vị giữ giới nó đem lại hiệu quả, nhưng nếu như mình giữ giới mà mình đi kèm với tà kiến, ví dụ như không tin vào nghiệp và quả của nghiệp, không tin nơi sự giác ngộ của Đức Thế Tôn, không tin rằng lời dạy của Đức Thế Tôn là đưa đến sự giải thoát, không tin sự tồn tại của các bậc thánh nhân, không tin sự tồn tại của các thượng giới siêu nhiên vô hình, thì đó được liệt vào tà kiến. Và với tà kiến như vậy đó, nhờ có quý vị, nếu như quý vị có tà kiến đó mà mình không làm thiện thì mình đi xuống địa ngục, nhưng nếu như mình có tà kiến đó mà mình có làm thiện mình vẫn được sanh thiên. Nhưng mà cái chuyện sanh thiên của mình á nó rất là ngắn ngủi. Tôi lấy ví dụ á, giống như là khi mà mình nhảy xa đi, nhảy xa thì nếu như mà mình cột cái chân mình á vào một cái tảng đá đó nha, hoặc là mình ôm cái tảng đá nặng á, thì mình nhảy nó rất là khó nhưng vẫn nhảy được. Nếu như vẫn nếu quá nặng thì thua, nhưng nếu mà vừa phải mình vẫn nhảy được. Nhưng mà cái độ xa của nó đó nó rất là hạn chế. Còn nếu mà mình không có ôm cái tảng đá đó thì mình nhảy á, thì mình nhảy sẽ xa hơn. Cũng vậy, khi mà mình có tà kiến, cái tà kiến đó nó níu mình xuống. Nếu mình không có thiện pháp đỡ nha, nếu mà mình không có giới, cái giới nó đỡ cho mình á, không có cái giới đó là mình rơi xuống địa ngục. Mình nhờ có cái giới đó đỡ cho nên mình vẫn được thăng thiên, nhưng bởi vì cái tà kiến nó níu mình lại cho nên á, mình đi lên rất là ngắn ngủi. Thứ nhất là tầng trời thấp, oai gọi là oai lực cũng thấp, rồi hào quang cũng thấp, cái gì cũng thấp hơn người ta, rồi cái thời gian mà mình được hưởng lạc á nó cũng rất là hạn chế. Hạn chế ở đây đừng có nghĩ là chỉ đơn giản là người ta 10 năm mình 1 năm, không. Được ví dụ á là một người á là có không có tà kiến cũng làm thiện pháp đó, họ đi lên cõi trời, họ ở đó từ đời Đức Phật này qua đời Đức Phật khác, nó lâu tới như vậy đó, từ thời Đức Phật này cho đến thời Đức Phật qua khác, xuống sau khi xuống cõi người nha, tu tập chứng đắc đạo quả coi như là chấm dứt vòng sinh tử. Nhưng cũng một người làm cái nghiệp y chang như vậy mà họ có tà kiến á thì họ chỉ hưởng phước báo cõi trời đúng một kiếp một là xong chuyện hết rồi, xài hết luôn. Cho nên là cái chánh kiến và cái tà kiến ở đây nó thậm chí còn quan trọng hơn cái giới nữa nha. Rồi thì
Ban đầu tôi tính là nói chuyện mình lịch sự thôi, nhưng mà đã lỡ khui ra rồi thì nói luôn cho đủ. Bây giờ thì qua câu hỏi tiếp theo.